Ba. Ủa sao là gì, là sao? Mọi người ngồi xuống đi. Mời mọi người ngồi. Mọi người khỏe hả? Dạ, chúng tôi vẫn khỏe. Anh khỏe lại thì mọi việc trong công ty sẽ ổn. Đúng là tôi khỏe lại. Nhưng hôm nay tôi tới đây để thông báo việc quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai công ty. Tôi tới để thông báo quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới cho công ty cổ phần thực phẩm Thành Phát. Dạ, tổng giám đốc mới có phải là Trần Thủy Kha? Sao? Bổ nhiệm ai cũng vậy, nhưng mà phải có thực lực mới được. Năng lực học vấn bằng cấp kinh nghiệm thực tế Thủy Kha không thiếu chỗ nào. Nếu ở đây có ai nghi ngờ quyết định của tôi, chỉ ra cho tôi biết ai thực sự xứng đáng. Nhưng thưa tổng giám đốc, nếu vậy thì Hữu Nguyện và Gia Bảo sẽ nhận chức vụ gì? Có ước mơ trở thành một người làm bánh chân chính, nên tôi không bổ nhiệm Nguyễn làm việc trong công ty. Gia Bảo rất thích hợp với công việc đối ngoại, giao tiếp với các đối tác. Tôi muốn bổ nhiệm Gia Bảo làm giám đốc kinh doanh chi nhánh nhà máy ở Thủ Đức, sẽ được khánh thành vào đầu năm sau. Đúng rồi, tốt đó. Tốt. Thôi được, tôi biết mọi người muốn nghe từ người mà tôi tin tưởng giao quyền giám đốc trong thời gian
Tuân ngã bệnh. Nguyễn, nói đi con. Dạ. Thưa mọi người, suốt một tháng làm việc chung, tôi đã theo dõi chị Thụy Kha. Khả năng lên kế hoạch, quản lý rủi ro, và nhất là tham vọng hướng công ty đi lên. Hơn ai hết, chị ấy là người rành rẽ và sâu sát nhất. Trong tất cả những người tôi gặp ở đây, thì chị ấy cũng là người yêu công ty nhất, lúc nào cũng đầy tâm huyết. Tôi nghĩ rằng đó là tất cả phẩm chất của người lãnh đạo cần có. Thưa mọi người, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì cuộc họp đến đây xin kết thúc. Cảm ơn mọi người. Phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên, vì sao không yêu.